Báo Indonesia cho rằng nếu đội tuyển Indonesia tiếp tục chơi không tốt trước Philippines, huấn luyện viên Shin Tae-yong nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Đội tuyển Indonesia đã có trận ra quân tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 không thành công khi để thua đậm 1-5 trước Iraq. Trận thua này cũng khiến huấn luyện viên Shin Tae-yong nhận về nhiều chỉ trích từ truyền thông xứ vạn đảo. Nói về điều này, trang CNN Indonesia viết, chất lượng của huấn luyện viên Shin Tae-yong đang là đề tài gây tranh cãi. Indonesia thua Iraq 1-5 là thất bại quá cay đắng. Điều tương tự không được phép lặp lại một lần nữa trước Philippines trên sân Rizal Memorial tại Manila, Philippines, vào tối ngày 21 tháng 11. Trong thời gian gần đây, người hâm mộ lẫn giới chuyên môn Indonesia đều cho rằng chất lượng của đội nhà đã tăng lên và họ hoàn toàn đủ khả năng để cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, thất bại tủi hổ trước Iraq đã đưa đội bóng xứ vạn đảo trở lại với mặt đất. Dư luận từng tin rằng đội tuyển quốc gia đã tiến lên một đẳng cấp khác. Niềm tin của công chúng tăng mạnh khi Indonesia chỉ thua Argentina 0-2 hồi tháng 6. Dù có thể Indonesia chưa bằng Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran, nhưng mọi người tin rằng ít nhất đội tuyển quốc gia không còn là mục tiêu săn điểm của các đối thủ. Dù vậy, trận thua Iraq 1-5 vừa rồi khiến niềm tin này sụp đổ. Năng lực của huấn luyện viên Shin Tae-yong lại trở thành đề tài được bàn tán, trang CNN Indonesia tiếp tục. Trong phần cuối bài viết, trang báo Indonesia quay ra chỉ trích cách sử dụng nhân sự của nhà cầm quân người Hàn Quốc và cho rằng ông sẽ mất việc nếu đội nhà tiếp tục chơi tệ trước Philippines. Chiến lược về phát triển đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong quả là phức tạp. Nếu Indonesia thua Philippines, huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ đứng trước nguy cơ bị sa thải, tờ báo này kết luận. Theo lịch, trận đấu giữa Indonesia và Philippines tại lượt trận thứ hai bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra lúc 18 giờ ngày 21 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.